ai có khả năng chặn đứng cơn thịnh nộ của Tô Lâm vào lúc này. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía nhà nước Việt Nam xác nhận chuyện nội bộ, khiến họ phải yêu cầu vua và hoàng hậu Hà Lan hoãn chuyến thăm là chuyện gì. Tuy nhiên, giới thạo tin cung đình Việt Nam khẳng định với Thời báo.de rằng, theo kế hoạch trong các ngày từ 21 đến 23 tháng 3, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội khóa 15 sẽ tổ chức các phiên họp bất thường để thông qua việc cho ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước Việt Nam, thôi tất cả các chức vụ đang nắm giữ. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đại sứ Lào. Tờ Thời báo.de không có khả năng kiểm chứng những thông tin vừa kể trên. Tuy nhiên, trong bối cảnh có những thông tin về việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm đơn xin từ chức, theo giới quan sát, Thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã bắt đầu thay thế ông Võ Văn Thưởng. Trong một số công việc trên cương vị Chủ tịch nước như tiếp các đại sứ, đến chào và trình quốc thư. Tờ báo Quân đội Nhân dân vào ngày 14 tháng 3 loan tin Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp Đại sứ Lào. Bản tin cho biết vào ngày 14 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trưởng ban Tổ chức Trung ương đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bà Kham Phao, đến chào nhân dịp sang nhận công tác tại Việt Nam. Theo giới quan sát, tin tức vừa kể trên cho thấy đây là dấu hiệu bất thường về việc tiếp các đại sứ đến chào lúc nhận chức hay từ biệt khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, theo quy định là công việc của Chủ tịch nước. Trong khi bà Mai là người giữ chức vụ cấp cao trong bộ máy của Đảng. Điều này khiến cho công luận thêm tin vào khả năng như đồn đoán, đó là việc ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi tất cả các chức vụ đang nắm giữ. Giới phân tích và công luận hết sức ngạc nhiên, vì lâu nay ông Võ Văn Thưởng vẫn được đánh giá là một nhân vật khá trong sạch, chưa có các bê bối liên quan đến tiền bạc, tham nhũng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tâm điểm của dư luận trong lúc này. Hơn thế nữa, ông Thưởng hiện là nhân vật số 2 trong bộ máy lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng thời là nhân sự được tổng trọng trực tiếp lựa chọn và bồi dưỡng trong một thời gian rất dài. Việc ông bất ngờ ngã ngựa chỉ sau 13 tháng trên cương vị chủ tịch nước là điều rất bất thường. Giới thạo tin khẳng định ông Võ Văn Thưởng có liên quan đến việc C03 của Bộ Công an khởi tố bắt giam Đặng Văn Minh, Chủ tịch Quảng Ngãi, và ông Cao Hòa, cựu chủ tịch tỉnh này, với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 8 tháng 3. Đáng chú ý, ông Đặng Văn Minh từng là cấp dưới trực tiếp của ông Thưởng trong thời gian ông Thưởng giữ chức bí thư tỉnh ủy. Vụ án vừa kể trên có liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, là con nuôi của cựu Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Cùng ngày 8 tháng 3, Đặng Trung Hoành ở Vĩnh Long cũng bị bắt. Ông Hoành là chánh văn phòng huyện ủy Mang Thít, là anh em họ và cũng là cánh tay phải của ông Võ Văn Thưởng. Ông Hoành được cho là đã nhận tới 60 tỷ của Hậu Pháo để mà xây nhà thờ tổ cho ông Thưởng ở quê, là huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đổi lại, tập đoàn Phúc Sơn nhận được các công trình đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. Theo nhận định của giới quan sát, nếu tin đồn ông Thưởng mất chức là thật, thì chắc chắn do bàn tay của Tô Lâm đạo diễn. Ông Tô Lâm được đánh giá là một ứng viên sáng giá nhất trong số những ứng viên tham gia cuộc đua giành chiếc ghế Tổng Bí thư. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam. Bộ trưởng Tô Lâm có trong tay đầy đủ các bằng chứng nhúng chàm của tất cả các lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Đảng và Nhà nước Việt Nam. Đó là lý do vì sao mọi yêu cầu do Bộ Công an đưa ra đều đạt được đồng thuận rất cao. Dù rằng có rất nhiều đề xuất vô lý và công luận không tán thành. Ngân sách dành cho Bộ Công an cao tới gấp 13 lần ngân sách của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục là một minh chứng rất cụ thể. Hơn thế nữa, Tô Lâm được sự hậu thuẫn vững chắc của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính những lý do vừa kể trên là điều khiến cho Tô Lâm phải chật vật để trụ lại trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội 14. Nguồn thạo tin tiết lộ các phe phái khác nhau trong Đảng hiện nay có một quyết tâm chung là ai là Tổng Bí thư cũng được, nhưng người đó không phải là Bộ trưởng Tô Lâm. Đó cũng là lý do vì sao tin từ báo Quân đội Nhân dân vào ngày 14 tháng 3 về việc
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp đại sứ Lào được cho là một thông tin rất nhạy cảm trong thời điểm hiện nay. Phải chăng đây là tín hiệu của Bộ trưởng Phan Văn Giang, một nhân vật được đánh giá là có uy tín cao và Bộ Quốc phòng, cơ quan duy nhất có khả năng kiềm chế được tham vọng đội đá vá trời của ông Tô Lâm hiện nay? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Ai có khả năng chặn đứng cơn thịnh nộ của Tô Lâm vào lúc này? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Bài học muộn màng của Tổng Trọng khi Tô Đại bất ngờ đánh quỵ Võ Văn Thưởng. Vào ngày 13 tháng 3, truyền thông nhà nước đưa tin Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhóm họp về vấn đề nhân sự cấp cao cho Đại hội Đảng lần thứ 14. Giới thạo tin khẳng định trong cuộc họp lần này, sau báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Công an, tập thể Bộ Chính trị đã thống nhất yêu cầu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải làm đơn xin thôi tất cả các chức vụ đang nắm giữ như Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tin đồn vừa kể trên đã được một hãng tin quốc tế xác nhận vào ngày 14 tháng 3 khi cho biết Vua và Hoàng hậu Hà Lan đã phải hoãn chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 22 tháng 3 theo yêu cầu của phía chính quyền Việt Nam. Lý do được đưa ra là do tình hình nội bộ của lãnh đạo cấp cao Việt Nam có vấn đề. Một câu hỏi được công luận quan tâm đó là chuyện nội bộ của lãnh đạo Việt Nam là chuyện gì vậy? Điều đó có liên quan gì những đồn đoán làm nóng mạng xã hội và các diễn đàn chính trị hiện nay hay không? Một số nguồn thạo tin đã khẳng định các sai phạm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có liên quan đến việc cơ quan cảnh sát điều tra C03 của Bộ Công an vào ngày 8 tháng 3 đã khởi tố bắt giam cựu Chủ tịch Quảng Ngãi Cao Khoa và đương kim Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh với cáo buộc vi phạm về quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Chánh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long Đặng Trung Hoành cũng bị bắt vào ngày 8 tháng 3, chính là đồng hương là cánh tay phải của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Ông Hoành được cho là người đã nhận 60 tỷ của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn để xây nhà thờ tổ cho ông Võ Văn Thưởng ở quê nhà thuộc huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Đổi lại, tập đoàn Phúc Sơn được nhận các công trình đầu tư với giá trị cả ngàn tỷ đồng. Theo giới quan sát, các đồn đoán vừa kể trên có mức độ khả tín không dưới 90% và việc Chủ tịch Thưởng rút lui khỏi chính trường chỉ còn là vấn đề thời gian. Chủ tịch Thưởng hiện là nhân vật thứ hai trong thứ bậc của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Thưởng là nhân sự được Tổng Trọng lựa chọn và bồi dưỡng trực tiếp trong một thời gian rất dài. Vậy với trách nhiệm cao nhất, tiểu ban nhân sự và cá nhân ông Trọng có các phản ứng ra sao đây? Sự thất vọng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phiên họp vào ngày 13 tháng 3. Theo giới quan sát, tại cuộc họp của tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng lần thứ 14 diễn ra vào ngày 13 tháng 3, trên cương vị là trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14, ông Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì phiên họp. Truyền thông nhà nước mô tả Tổng Trọng xuất hiện trong một trạng thái khá khác thường, song vẫn đưa ra những yêu cầu giáo điều như Bộ Chính trị phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động. Đồng thời, cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng, toàn dân, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Theo giới chuyên gia, ý kiến của Tổng Trọng chỉ nhằm trấn an dân chúng trước tình trạng đấu đá quyền lực ngày càng khốc liệt trong nội bộ của đảng. Liên quan đến nhân sự cấp cao tại Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cũng cho biết ông Trọng khá bất ngờ với đòn hiểm mà Bộ trưởng Tô Lâm đã đánh quỵ ông Võ Văn Thưởng. Truyền thông nhà nước cũng dẫn lời Tổng Trọng theo ý này cho biết chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần
100 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý. Một số cán bộ đã bị xử lý hình sự. Bộ trưởng siêu quyền lực Đại tướng Tô Lâm. Điều đó cho thấy chất lượng nhân sự cấp cao do Tổng Trọng lựa chọn là rất có vấn đề. Mà trường hợp ông Võ Văn Thưởng vừa gặp sự cố là một trong ví dụ chua chát vừa qua. Công luận đã có hỏi tại sao việc nhận tiền từ nhà thầu để xây dựng nhà thờ tổ của cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng là một vụ việc lớn và tẩy đình đối với một quan chức cấp tỉnh diễn ra cách đây hơn 10 năm. Nhưng tại sao vụ này không bị cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu phát hiện và xử lý kịp thời? Nếu như ông Trọng không cố tình giấu giếm khuyết điểm của Văn Thưởng trước đây thì hôm nay đâu có đến nông nỗi này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin bài học muộn màng của Tổng Trọng khi Tô Lâm bất ngờ đánh quỵ Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.